Mà mỗi lần ấy mình hơ ngải cho bệnh nhân xong ấy là mình lại thấy đau đầu mà thấy khó chịu, và đến nỗi mình làm nhiều mà đến nỗi cả một ngày ngửi rất nhiều cái mùi khói ngải. Sau này cứ nghĩ đến cái mùi ngải là khiến cho mình sợ hãi các bạn ạ. Đấy, thế thì sau này ấy, mình và các anh em học viên ấy là bọn mình nghĩ ra ấy, là phải làm sao làm một cái loại ngải mà nó nguyên chất, mà mình hoàn toàn yên tâm mình chữa cho bệnh nhân cả ngày, mình hít phải cái mùi khói của nó mà nó không có độc hại gì cho cơ thể mình. Trước tiên là mình dùng, mình làm cho chính bản thân mình, thứ hai là mình cung cấp cho anh em học viên, anh em bạn bè, cho khách hàng của mình ấy, làm sao được một cái dụng cụ ngải á, là dùng hoàn toàn yên tâm. Và như mọi người biết rồi ấy, là cái điếu ngải nó cực kỳ quan trọng trong đông y này, trong diện chẩn này, trong chữa bệnh tại gia đình này, hạn chế dùng thuốc là nó cực kỳ quan trọng. Trước đây chúng ta có châm cứu, tức là dùng ngải để cứu và dùng kim để châm, thì bây giờ ngải cứu nó vẫn rất là quan trọng như vậy. Thế thì hôm nay mình trân trọng giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mà do bên mình làm ấy, đó chính là ngải cứu tự nhiên nguyên chất Bách Chi các bạn nhá. Một điếu ngải cực kỳ là tâm huyết, một sản phẩm cực kỳ là ưa thích mà mình trân trọng giới thiệu với các bạn. Và mình tự giới thiệu, mình tên là Hội Vũ, mình là giảng viên diện chẩn. Hôm nay mình rất vui mừng được quay trở lại với các bạn qua video này. Và trước tiên, xin mời các bạn hãy bấm vào nút theo dõi kênh, nút chuông thông báo để khi bên mình ra video mới nhất thì các bạn sẽ là những người xem đầu tiên nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần nội dung chính nhé. Và trên tay mình chính là những cái điếu, những cái gói ngải Bách Chi các bạn nhé. Thì ngải Bách Chi bên mình, cái ngải cứu thông dụng nhất ấy, thì bên mình có 3 kích cỡ. Đây là ngải đại các bạn này, gói đại. Thì cái điếu ngải đại ấy, thì nó cái chiều dài của nó cũng gần bằng một gang tay, tức là khoảng khoảng 18 đến 20 cm các bạn nhá. Đấy, chiều dài của nó. Đấy, thì cái đường kính của nó khá là to đấy, thì nó tương đương khoảng ngón tay cái đây này. Thì gói gói ngải đại ấy, thì nó khoảng 7 điếu các bạn nhá. Thì những ai á mà về mùa đông, hoặc những người hàn quá, những người dùng muốn nhiệt nhiều, hoặc là những người làm thầy thuốc chuyên nghiệp chữa cho nhiều bệnh nhân ấy, thì người ta dùng ngải đại ấy, đấy, để hơi cho nó nhanh, độ nóng nó nhiều các bạn nhá. Đây chính là ngải đại. Đấy. Còn cái loại thứ hai đây các bạn này, đây là điếu chung, đây là chiếu phổ biến nhất này. Thì một gói này bao gồm là 10 điếu, chiều dài nó cũng gần bằng một găng tay các bạn nhá. Đấy, độ khoảng mình xem đây, chiều dài của nó này, chiều dài nó khoảng 15,5, khoảng 16 cm, đường kính khoảng 14 mm, đốt cháy khoảng hơn 1 giờ liên tục các bạn nhá. Đấy là cái thông số của nó, một gói chung 10 điếu. Và đây là gói tiểu, tiểu cũng 10 điếu các bạn nhá. Nó gói chung nó bằng ngón tay trỏ, còn gói tiểu này nó bằng nhỏ hơn ngón tay út một chút, cũng 10 điếu. Đây là ba loại. Thì bên mình các bạn này, bên mình chủ trương là nó là màu xanh này, tức là nó nguyên chất các bạn nhá. Bên mình không sử dụng hóa chất này, không sử dụng chất bảo quản này, chất tạo mùi, chất tạo màu cũng không luôn, hoàn toàn là tự nhiên nguyên chất luôn. Tức là thành phần của nó này, nó chủ yếu là gì ạ? Là ngải. Đúng rồi, ngải cứu là ngải, sau đó có ít chất bời lời. Bời lời tức là một một chất nguyên liệu ấy, tức là nó cũng thảo dược thôi, hoặc là thảo mộc đấy, để cho nó có cái chất kết dính thế thôi. Đấy, còn khi các bạn đốt lên ấy, là hoàn toàn là mùi ngải. Và sau khi đốt xong, một lưu ý thế này này, một lúc sau vào các bạn vào phòng sẽ thấy nó hơi mùi khét khét, hơi mùi của ngải các bạn nhé. Còn nếu các bạn một lúc sau các bạn vào phòng mà đốt toàn thấy thơm mùi nước hoa, mùi hương ấy, thì chắc chắn đấy là hóa chất rồi, đấy là chất tạo mùi rồi. Cho nên các bạn mà đốt hơi hương mà mùi hương mà như nước hoa cực kỳ độc hại các bạn nhé, bao giờ cũng phải mở cửa thông thoáng nhé. Đấy. Thế thì ngải này thành phần là ngải cứu nguyên chất, dược liệu thảo mộc. Tác dụng của ngải là gì? Là truyền nhiệt, điều khí, khai thông huyệt đạo, kích thích máu lưu thông, tan máu bầm, giảm đau, giảm sưng, thoái hóa, liệt đau, nhức tứ chi, an thần, định tâm, giải tỏa stress, ngủ ngon. Đấy là cái tác dụng của nó các bạn nhé. Tức là tác dụng chính của nó là thứ nhất là giảm đau. Cái thứ hai là gì? Làm khí huyết lưu thông. Được chưa nào? Thứ ba là gì? Khi mình hơ vào huyệt đạo ấy, nó sẽ ngoài cái công dụng khi mình bấm huyệt thông thường, mình hơi ngải này ấy, thì nó sẽ tác động vào huyệt đạo mạnh hơn. Và cái quan trọng nhất điều của điếu ngải ấy, nó bổ sung dương khí, giúp cho cơ thể cân bằng và nó giải hàn đi, được chưa? Giải hàn đi. Và tác dụng nữa của nó khi mình hơ ngoài da, chữa các bệnh ngoài da, lang ben, hắc lào, vẩy nến, vân vân, tất cả các bệnh ngoài da. Đau nhức xương khớp là cái thằng này trị rất là tốt. Ngoài ra còn an thần, ví dụ căng thẳng, stress, mất ngủ thì hơi điếu này cực kỳ tốt. Thoái hóa xương khớp thì cái này quá tốt rồi các bạn ạ. Cách dùng hơ huyệt này, hơ vùng đau hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc. Đây là trên cái bao bì mình có viết hướng dẫn này rồi nhá. Rồi bảo quản nơi khô ráo, buộc kín sau khi mở túi, cẩn thận tắt tàn sau khi cứu. Thì những cái gói ngải khác trên thị trường các bạn ạ,
là người ta không hút chân không đâu, tại vì người ta đã dùng cái chất bảo quản rồi, chất dẫn cháy rồi, chất chống mốc, để các bạn có bỏ ra cả tháng mấy tháng gì. Các bạn thấy là ở miền Bắc mình ấy là cái trời nồm ẩm rất là nhiều nhá, thì bỏ ra ấy, chỉ vài bữa thôi là mốc hết. Tuy nhiên ấy là gì, những cái gói điếu ngải mà người ta dùng chất bảo quản thì có để ra mấy tháng không sao. Cho nên chính vì thế bên mình mới phải hút chân không này, và mặt sau có cái gói hút ẩm như này. Thì khi các bạn bóc ra thì các bạn cứ buộc kín vào là được nhá. Hạn sử dụng bên mình cũng rất là lâu đấy, khoảng 12 tháng thoải mái dùng nhá các bạn ạ. Đấy. Rồi cách dùng là sao? Thì các bạn cắt ra các bạn dùng, thì khi trong phòng kín thì các bạn nhớ là mở mở cửa thông thoáng, hoặc là có cái quạt thổi gió nó đi, và chúng ta cầm điếu ngải chúng ta hơ như thông thường thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hơ. Các bạn cầm này, lần đầu tiên các bạn hãy đốt vào cái nến ấy, sau đó các bạn châm mất khoảng 1-2 phút nó cháy. Sau đó chúng ta cầm, chúng ta hơ, cầm như cầm điếu thuốc ấy, cầm như cầm bút, chúng ta tì ngón áp út và ngón út lên mặt da. Thì chúng ta hơ tại đâu? Các bạn cứ hơ tại chỗ đau. Hơi tại chỗ đau ở chỗ co cứng này, đau nhức thì chúng ta hơ. Ai biết huyệt đông y thì hơ, ai biết huyệt diện trần, biết đồng ứng phản chiếu của diện trần để hơ nhá. Đấy. Thì chúng ta hơ, và trong đông y người ta hạn chế hơi trên mặt, tại vì người ta coi mặt là dương, là hơi trên mặt nó nguy hiểm. Thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn này, bên mình có những cái ống hơ như này các bạn này. Đây là ống hơ ngải đơn, ống hơ ngải đôi này. Đấy. Thì các bạn có cái tăm tre trong điếu ngải như này, mình đã thiết kế làm sao rút ra được rất là dễ dàng nhé các bạn nhé. Các bạn rút ra cực dễ, sau đó các bạn xiên có cái ống hơi như này. Đây tay cầm inox, và bên trong này cũng có con lõi inox ống hơi. Chúng ta có cái xiên này, chúng ta rút ra, chúng ta xiên vào. Đấy, xiên như này nhá các bạn. Sau đó các bạn chỗ này nó có cái quanh quanh này để nó làm cữ, chúng ta lách lách đưa vào trong cái ống hơi này để nó cữ, nó giữ ống hơi, và chúng ta đưa cái đầu điếu ngải vào đúng cái giữa này, và như vậy là chúng ta có thể hơ khắp trên mặt cực kỳ an toàn các bạn nhá. Hơ khắp đầu khắp tai. Đấy. Cái này mình thiết kế không dùng lưới, con lưới thì nó chặn tàn nên nó bẩn. Đấy. Rồi thỉnh thoảng mình có một cái bát các bạn ạ, là chúng ta lấy cái bát kìa, lấy cái bát kia, xong rồi chúng ta sẽ thỉnh thoảng chúng ta hơ khoảng 3 4 phút, sau đó là chúng ta sẽ đập tàn, chúng ta sẽ đập tàn vào một cái bát như này thì nó rơi tàn ra. Và những cái điếu ngải bên mình đã thiết kế rồi các bạn này, nó rất là nhọn, bên mình ngài nghiền nó mịn, cho nên mình đốt nên nó đậu tàn, nó rất là tỏa nhiệt rất là đều, nó đậu tàn nên không phải tự dưng nó rơi tàn ra đâu. Các bạn cứ hơ khoảng 3 5 phút, 3 đến 5 phút sau đó các bạn đập tàn đi thì nó mới rơi, chứ không tự nhiên nó rơi ra đâu. Đấy, hơ điếu ngải rất dễ, nhiều người không sợ, không biết, cứ sợ là nó rơi tàn vào. Mà khi tàn nó rơi ấy, thì nó mịn thì nó cũng không bị bỏng nữa. Trừ khi nó rơi rơi cả một cái cục than to thì mới bỏng. Còn điếu ngải bên mình thiết kế rồi, nó đậu tàn và khi nó rơi nó chỉ rơi những cái mùn mỏng ra đây. Khi rơi mùn cái mùn mỏng đấy ra thì nó cũng nguội rồi, nó không ảnh hưởng gì hết các bạn nhé. Đấy, thì các bạn dùng cái ống hơ này, và cái ống hơ này thiết kế là gì, một bên là 1,5 một bên 2 cm, cho nên là mình tùy cái độ chịu nóng của mình, hoặc là mình hơi chết đây này nó sẽ là nóng nhất. Mình sẽ hơ khắp lưng toàn thân mình, tự hơ tự làm được đấy các bạn nhé. Và sau khi các bạn không dùng nữa thì các bạn sẽ rút ra, các bạn cắm vào một cái khay tắt này, các bạn cắm vào một cái khay tắt như thế này. Đấy, đây khay tắt bên mình cắm vào một khay tắt đấy, đây, khay tắt mới này. Đây, thì các bạn cắm vào cái khay tắt như này, bên mình thiết kế 3 ống như này để sao nào, để nó tắt nó được an toàn các bạn nhá. Thì cái ngải bên mình thiết kế này, cái ống khay tắt này có thể tắt được cả điếu ngải tiểu này đấy. Rồi các bạn tắt được cả điếu ngải đại, khay tắt như này nó vừa rẻ mà an toàn. Các bạn để trong cái bát như này là tuyệt đối an toàn. Chứ còn nhiều gói ngải mình thấy là người ta dùng là cái nắp nhựa, nắp và không an toàn, là cho vào thì nó lại cháy, và cái nắp nhựa nó không thân thiện với môi trường và nó hay bị chảy nhựa, cho nên mình không khuyến khích dùng nắp nhựa. Các bạn dùng luôn nắp inox này và dùng mãi mãi, cực kỳ bền đấy, cực kỳ dễ nhá. Và sau này nếu các bạn có điều kiện, các bạn có thể tìm hiểu thêm cái cuốn châm cứu nóng này, hướng dẫn cho chúng ta hơ ngải, rồi hướng dẫn cho các huyệt, rồi trong này có hướng dẫn từng bệnh một, thì các bạn cứ dùng cái ống hơ này, các bạn đưa vào huyệt các bạn hơ thoải mái nhá các bạn nhá. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn là bên mình có ba cái ngải, ngải đại, ngải trung, ngải tiểu, và bên mình sản xuất theo tiêu chí là tự nhiên nguyên chất các bạn nhá. Và mình hướng dẫn các bạn vừa rồi là cách hơ, thì các bạn yên tâm sử dụng ngải bên mình, là có mình có hẳn một cánh đồng ngải, và bên mình hoàn toàn trồng bằng tự nhiên, không có dùng chất hóa học, không có phun thuốc sâu, không có gì hết các bạn nhá. Thu hái hoàn toàn tự nhiên là do bên mình trực tiếp sản xuất, trực tiếp sử dụng và trực tiếp phân phối cho anh chị em dùng. Thì các bạn muốn làm đại lý xì lì
xỉ này, lẻ này, hãy liên hệ với bên mình là hội vụ shop bachchi.com, số điện thoại là 0934 128 128, thì bên mình sẽ cung cấp những cái sản phẩm ngải này cho các bạn nhé. Ngoài ngải cứu tự nhiên nguyên chất này thì bên mình còn có những cái sản phẩm từ ngải khác, ví dụ như là có cả điếu bồ kết này, vừa là ngải vừa với bồ kết thì chúng ta xông nhà, chúng ta đuổi muỗi này, thân thiện với môi trường, chúng ta hít khói vào rất là thơm. Về bồ kết là phòng chống cảm nữa này, rồi bên mình còn có ngải xoang dùng cho những người bị xoang, có ngải gì, có ngải đây, ngải xương khớp chuyên dùng cho những người bị bệnh xương khớp các bạn nhé. Bên mình còn có này, còn có ngải đoạn ở đây dùng cho các máy móc này, ngải đoạn đại, ngải đoạn trung này, hoặc là ngải này thì đoạn này thì mình sẽ hay dùng với cả cái đây là gọi là lăn ngải đồng đơn gọc bích để lăn cổ vai gáy hoặc là làm đẹp trên mặt, hoặc bên mình có thể dùng với cả cái cốc sông này là sử dụng cái ngải đoạn các bạn nhé. Đấy thì bên mình có bằng đấy sản phẩm, hoặc là ống hơ khai tác inox. Đấy, thì các bạn hãy liên hệ với bên mình sẽ gửi tận nơi cho các bạn nhé. Xin chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.